Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bữa nay có chú Sáu. Chú nói à, nãy hồi đâu? Long. Không phải, ở An Giang hay gì á? An Giang. Sáng chú Sáu chạy xe xuống ăn từ xem đo từ An Giang xuống đây. Ở huyện nào chú? Ở Long Xuyên. Thọ Sơn cho mà ngay chợ gần chợ. Còn anh này anh Hậu ở Bến Lức với đứa em đi chung anh Hậu, Tâm với Lít đi tách ra đi bên kia. Khu này là của xã Bình Sưng, thị xã Gò Công. Tại hôm rồi có đứa em nó chụp hình lớp da rắn hổ sáp, nó gửi cho tụi mình, lúc đó đang ở ngoài biển á, mà hẹn bữa nay qua. Hôm qua thì nhà anh ra đám mừng sinh nhật cho nên hôm qua không có đi được. Rồi đứa em nó mới kêu ông chú xuống đào bắt luôn, rồi bữa nay mình dự định chạy qua, mà vừa qua tới thì liên hệ là đứa em nó nói chú đó xuống đào bắt rồi, cho nên mình chọn cái điểm này mình đi nữa, cái điểm bất đắc dĩ nữa. Tôi có cái hang thấy bệnh vậy. Ê nó đây nè anh Giang, nó bự lắm. Đây nè, đây nè, nè. Nó chạy đây nè. Xuống tới đây rồi. Khúc trên á, khúc trên á. Trên đổ đi. Trên. Trên đổ đổ xuống anh Hậu. Đổ đổ xuống. Anh giặt vô bờ nè, anh đi đổ đập đập lá nè. Đập lá đổ xuống. Ừ đúng rồi. Con ráo này bự á. Mày chạy ê. Trời tưởng hụt chứ. Con ráo chà bá luôn. Con ráo bự ha. Trời ơi con này xỉn luôn. Con ráo. Con này thì nó không có độc. Ồ nó mập trong giò nó bự quá. Đã quá, con này nó bự lắm đây nè. Đưa ra cái lưng tôi đây đùi tôi quá kìa. Rồi. Đó. Đây đi Tiền Giang rồi. Con này nó không có độc mà nó cũng ăn chuột nữa nha. Tưởng nó không ăn chuột nhưng mà đợt rồi mình có anh Giang nó có bắt được con nặng ra con chuột luôn. Cỡ đó là nó quá bự rồi. Chứ hiếm lắm mới bắt được con nửa ký. Con nó chắc 300 mấy gram á. Cả nhà. Nó đi chăm bả nè. Ừ. Đâu cho đào đâu. Hôm đầu nó đâu cho đào đâu. Tuần Giang hả? Tuần Giang luôn hả? Sao bạn áo luôn Tuần Giang rồi? Thì sâu quá, mới đỡ rồi tắm ổng đã. Rồi Tuần Giang. Ổng đâu? Ổng hướng ngoại hả? Trời ơi, cắt lên cái gò quan mà cái nhà nó ở cạnh cái kinh đó phải không? Cái này mới có dí. Nó la làng là sớm sùm luôn á. Lên cái gò đó nó ừ. Dí bắt giùm cho nó. Nó chỉ luôn á, lên đỡ là nó chỉ à. Tay này lên. Đó quay phim xong giờ đâu quân luôn hả tao? Dữ vậy hả? Luyện công tới rồi, Tiền Giang luyện tới luôn à. Ông đi ngoài hả? Đường hóa này đông quá ha. Có mấy anh em đi theo chơi à. Đúng quá, cái gò này. Gò này mình nào chú? Nó nặng cái lùm chuối, nó có cái lùm nhà đó, có mày
nhà cô lo một mình nó nằm ở cạnh cái kinh đó. Để hôm kia ông chỉ có vợ anh 2 kg vòng vòng này nè, không bắt không được, không đập nó mà hụt cũng chạy luôn. Mới ngày hôm qua vô kia luôn. Tám năm về trước. À, em nhắn Zalo hình da rắn hả? À, không có được rắn. Bởi vì nó lột là nó lột từ đâu mới dắt phi à. Rồi sáng ngày cái da nó còn đùng lại vậy mà chưa bung dài ra, kiểu nó lọt nó đi quấn vô kẹt á, rồi mấy thằng rể nó mới thấy nó sợ quá đi ở nhà dưới kìa, rồi nó mới thấy nó sợ quá, nó mới là tôi thấy tôi cũng sợ quá, tôi mới lấy lưới tôi dí tôi chùm lại, nó có cái hang đi vô tôi chùm lại, rồi nó chiều rồi xế cái nó kêu mấy thằng ấy này nó đào vô khoảng chừng hơn 1 mét, nùi hao vô nùi bỏ nguyên bệnh trứng vậy nè. Tôi định khoảng chừng 10-20 trứng lận, bốn nguyên cục mà cái màu trứng nó đã nó hơi đục rồi, chứ nó không trứng mình còn không? Hả? Còn trứng nào không? Da còn bắt được anh thì dao sáp mà dao gửi mình là dao sáp mà tẻ ra hai nhát rồi ngay coi cái chỗ trứng đó, thì cái bùng binh vậy là gắt còn trong á ngay nó có cái bùng binh. Rồi chú gỡ lưới ra chưa? Gỡ rồi, tôi nó đào rồi không được, rồi nó đào vô khoảng chừng nó tẻo đây ngách tẻo anh kia ngách đã đào riết vô hai ngách nó cùng đâu mà ngách đường nào nó cũng láng nước hết cái rồi. Trứng còn không chú? Trứng chắc nửa nay tuổi nó luộc ăn hết rồi. Vậy là cách rắn là sao trứng? Rắn đó phải ấp trứng đó. Cái da nó lột của tôi nó nếu con rắn mà giờ nếu mà nay con rắn này bắt được còn cả gần 2 kg lận cái da tổ mẹ mà. Đâu bự da đâu bự đâu bữa em gửi con coi thì da nó vậy đó. Đâu bự đâu? Bự mà. Còn không? Rắn nó phải ấp da còn không? Trời da chắc mai đầu làm đi con. Trứng bự không? Trứng vô cái không? Cũng gần đó. À cũng cỡ đó là 6 tiện ký. Mềm. Trứng bóp vô mềm. Không, tôi không có dám bóp. Tôi thấy tôi ghê quá. Cái đầu lạc hết á. Đây vô coi lại có dùi ra không? Tôi cái tôi lắp lại hết ráo luôn à. Tới đây không có nếu mà nó có trọng là dùi ra. Sao đâu được. Nó cứng sao dùi thôi. Xi măng đầu tôi đập sao kiểu nó đào lên xong rồi tôi nè bữa nay mấy đại tôi mắc đi công chuyện mà nữa tôi còn chưa chắc có cá xi măng lại nữa mà cái bữa đó thì mấy chú lại á ha tại vì nó nóng ruột nó nóng ruột hơn. Đâu có, tại lúc mà nó nhắn tin con là con đang ở ngoài biển á. Thì phải vậy, nó ruột nó sợ quá đi mà tôi nói tôi tỉ thì tổ tôi tỉ rồi đào hầm một tầng này là cũng có nè nó làm cũng bắt anh vậy luôn nè chú bảo là cắt rồi cái nè hồi đầu tiên á là cái hang ở ngoài này cái hang ở đầu tiên là cái hang ở ngoài đi vô đây thì nó đào riết vô tay vô tới đây thì cái trứng hiện cái đùm trứng nằm tại đây là vô tới đây là bắt đầu nguyên cái nồi gỏi bùn bình mơ lớn vậy trứng nằm đây đó đó nó nằm đây rồi bắt đầu đào xích vô lúc xíu rồi là cái hang tôi dòm thấy nó bóng ngồi nó mướt ngược rồi bị cái khúc này đất nó ướt nhẹp mà đào dưới đất ướt nhẹp đó có nếu vậy mình lắp kính vậy là nó nằm chết trong luôn hả? Thì có biết đâu giờ tôi đào nó đào là tới đây vô đây là cái cửa hang vô là chỗ này hả? Xỉa qua bên kia, nó xỉa qua bên kia cái nó không còn cái hang nào nữa. Nó đào qua tới bên kia cái bà nội đó, có cái ống nước cũ rồi tôi đặt ra ống nước xong rồi cái nó khuôn khuôn giờ luôn kia lộn ở trong này rắn bự lắm. Đào riết vô tới cùng luôn. Không thấy rắn đâu. Trời. Tôi nói mẹ bà mày quỷ yêu mày chứ. Con của chị hỏi nó điện nè. Vậy lạc rồi. Lạc mày giờ không biết đường nào thì bây giờ nó lạc nó còn nằm trong á. Da lột đâu? Da lột đâu? Da còn không biết. Không có nó lộn nằm đâu á. Không, để chị chỉ cho.
Cái đuôi nằm đây. Hả? Cái da, cái đuôi nó rồi, rồi rồi rồi. Thông thường rắn thì nó đi theo hướng đuôi, nhưng mà nếu mà đào vô tới đây mà thấy ổ trứng là mà bắt không được là lạc rồi, chắc chắn luôn. Ngay đây. Lạc chắc chắn luôn. Ngay đây rồi. Thì cái loại rắn này nó ấp trứng chứ nó không có bỏ đi. Nó đào. Rễ mấy ở đây nó đào không ạ? Nó đào bằng xà beng mà. Tại vì bữa em nó nhắn tin là con đang ở ngoài ghe á, rồi hôm qua là đám ở nhà anh Giang cho nên mấy anh em không có đi được, mới hẹn bữa nay. Trời ơi, cái ổ trứng đó nếu mà anh Giang hôm qua đào là bắt chắc luôn á, có ổ trứng là có nó chắc rồi. Mà có ổ trứng là nó đâu đi đâu, nó ít đi dữ lắm. Chết. Lắp vậy là nằm chết luôn á. Mấy anh em mình tức mình quá. Đang bỏ định ra về sát bên xe nè. Nhà xanh xanh đó, để xe đó. Mà bị nói chung là thất bại. Rồi mới tức mình quá, quay trở lại, quay ngược lại nhà chú nãy. Đào lại cái hang. Có ổ trứng mà bị lạc ngách đó. Lục lại thứ cái mình có may mắn bắt được hay không. Lấy đất là hết luôn. Có đèn không? Nhà có đèn không? Con trang bươi quá vô miếng như vậy ra. Có đèn chưa? Màu trứng làm cái này nè. Ra là bé ăn cái cây ghẹ ăn chọt. Cái anh đào đó trước rồi có chiên bắt rắn không? Không, trời ơi, nó đi lên đây, tôi nói thấy đào à. Vậy mà dám đào bắt rắn luôn, dữ thiệt. Thật mừng. Trời ơi. Nhét ra rồi mình vậy. Nè, nhìn mà nó làm trong thì ấy được. Cái cửa hang cũng bị nhét luôn rồi đó. Không có đường đi nữa. Trong lấy đèn này nè rồi cho dễ. Không có rồi, có chiếc giác à. Bữa đó rồi. Bài mấy? 3 giờ hả?
Nè lấy đèn này nè anh nha. Đưa đèn đó nha. Bắt đầu tới vừa tối luôn á. Bắt đầu tới vừa tối luôn không được rồi cái cha con rồi tụi nó đi về cha con ở đây cái đập đất rồi tuôn đất vẽ lại luôn. Cái này luôn. Tụi Nhi nó ra đây nè. Đi ra luôn sợ tụi Nhi ra đi vô ra cái đường nào đó đó. Rồi bắt đầu cái cây luôn. Cái này tôi quẩy mà tới nay còn chăn lưới mà. Rồi lại nhấc đây không? Nhấc đi tối này không? Đó, rồi nhấc đi đó. Nhấc về đó. Trong còn dấu thôi. Có dấu đi. Quất cục đó lên luôn. Xà beng này. Mấy kia còn bên gì không? Không thấy đằng đây. Thấy mượn dao. Thấy cái dao này không? Dao nhỏ à. Dao cắt bao đấy không? Nghi lắm, cái nóng lên, rơi qua liền. Ôi cháu vô xi măng đó. Còn cái bể đó mình đẩy cái bể đó lên luôn con. Nãy giờ em thấy là cái trống như kìa. Nãy giờ thấy cái con cái trống không? Trời ơi. Ê, đây này, này thấy rồi. Khi thì nó thọc tay ngay nó luôn nè. Ở chỗ đó vậy mà nó khi ta. Đó nè. Nó đây nè. Đâu? Từ từ. Dạ nó còn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Nhỏ xíu. Con nhỏ quá. Dạ, Diệp. Cái tay nó đậu ra đó. Nó ốm ha. Để á. Từ anh bắt lấy cây anh ơi. Một cây luôn. Sao cầm vô. Ẩm nó vô đi, ẩm nó vô đi. Ẩm nó vô trong đi, đừng cho nó khóc. Đừng cho nó khóc. Cầm này, lẹ, lẹ. Nó còn con được trống nữa. Đi ra đây, đi ra đây. Ra ngoài luôn. Sáng sủa. Trốn hả mày, trời ơi. Tưởng nó thoát hả mày. Nhà tâm nó quay lại. Nhà tâm nó cứ quay lại nè, mới bắt được nè. Thì cứ mời lớn nha. Dạ thôi, dễ gì bắt được nó. Bị lạc, nó nằm đó luôn mà. Nửa ký quá. Bảy lại. Lúc đầu nó bắt được nó. Đứa em nó chụp hình lớp da gửi qua cho mình là con lộ rắn này nè. Không biết phải nó hay không, tại nó nhỏ quá, còn lớp da thì hơi lớn. Vậy là còn con trong á. Da đầu đầu tí cái da phải đâu. Da lớn lắm phải không? Da lớn hơn nữa. Con được rồi. Giờ môi luôn đi, giờ thẳng môi luôn. Da cái da lớn mà chứ không phải con này đâu. Anh lưới lưới kìa con. Lưới rồi hả? Dạ. Rồi nó nè. Hả? Vậy là nó rồi. Thấy không? Để mình moi, sáng rồi moi để mình moi lại cái con không? Con sáp rắn độc á. Rắn độc. Cái kiểm tra lại coi con không cứ moi đi. Vậy là cái gì là hổm nó bị lạc hết hả? Đúng rồi, nó lạc chỗ này nè. Móc lại thì chỗ này nó có ngách vô, nó nằm trong đây nè. Còn hôm rồi thì đào từ đây nè, đào vô đây luôn. Sáu bảy tám tám trăm gram vậy là còn sáu à? Còn 600 gram. Nhiều. 600 gram. Đẻ, còn nó đẻ đẻ tí. 600 gram mà. Nó phì lên từ thế bự là. Nó mất ngày nó luôn á. Giờ mà chọt nó không động tính gì luôn ha. Nó đào
Thôi coi. Đi tới đây thì gặp bà hả? Đi tới đây hả? Đi tới đây nè, đâu có đường kẻ ra đây. Để đường đi tới đây đào vô đây thì nó còn mà cái ổ trứng ở đây thì đào tới đây nè. Nó mất ngược luôn á. Nó ướt mà. Cái nó có đường có nước kẻ ở đó mà sống nó mà cái mất cách mình đó hả? Khách téo đây nè, khách tập trung. Nè, nhà mất rồi đó. Mấy ông hổng ngủ điện á. Ồ, điện hổng rồi nay mấy ổng đào lại, vừa đào vô cái đập nó liền nè. Nằm ngay nghe cái lối đi mình luôn ghê nè. Đi ra vô đây nè thường lắm nè. Này cứng nè. Mai lên YouTube luôn. Không, mấy ông bỏ vỏ rồi. Tăng căng chết. Bỏ vỏ rồi. Mấy giờ 11 giờ mới kênh trình ra. Kêu Mai coi. Mai lên YouTube coi gì đâu. Thấy không, có bà đây. Hồi nãy đó, không tiếng nằm ở đó đó. Nằm ở khu vực đó đó. Vàng rồi. Vàng nó. Không được. Là vậy là nó ở cặp này chứ. Nó cặp nó mới đẻ chứ. Thì bả vậy. Cũng được sẵn ra ngoài nó mất kế được. Cái này không biết cả ông làm coi kỹ. Ông bỏ rồi. Có biết rồi. Ừ. Bọt nó cứng mù nó lượm trứng đem về dưới ăn mà. Ừ, lượm trứng đem về dưới ăn mà. Đừng có anh, hỏi hôm nay anh con có được bự tổ ví dụ đâu nhắm ăn. Trời nó rớt bởi dọn. Nở luôn, chút xíu là nở luôn. Cái rồi. Ôi, chút xíu nữa nó nở giáp nhà luôn á. Không phát hiện nữa, nó nở là bụng nữa. Thọn nữa. Nó mở nó chưa chết nữa. Chưa. Một tuần lễ chưa chết đâu. Hổm tụi con bảy dính con rắn trong bể mà nằm một tháng mấy nó chưa chết á. 2 tháng mấy? 3 tháng. Ừ. Phải nói không? Ôi trời, nó nói đó. Đẻ. Ủa nó mới đẻ vậy nó lột ra. Nó có tháng tháng mấy bữa là lột mình rồi. Cái trứng của nó một ịt luôn lan, nó nói mấy trứng, nó hăng mấy trứng rồi vậy. Sao chừng mấy trứng? Hôm bữa cho mười mấy trứng à, chạy chừng 16 rồi 7 trứng vậy à. Rồi nó đem về dưới nó luộc, cái nói này có mấy ông mất đắm nó mới ổng ấp ra. Nó luộc cái con. Thôi chịu nó về, tay cái đồ ấp lại thuốc gì đó, con tổ mẹ đó nó không có ăn được mà. Nó không có ăn được mà. như đây chừng bao xi măng gì? Bao cũ à? Trời ơi, tôi đâu có nói gì vậy mà xi măng cái bọc đâu. Nếu là bắt được nó không đâu quá. Ừ, quan trọng bắt nó thôi. Trời đất ơi, tôi nói cái bữa để dắt thằng
Lên rồi nè. Phan. Ê Phan. Dòm đi ra cái không chưa dòm đi đừng bỏ cái thằng đi. Chưa kia hướng kia. Đâu đắng anh. Ừ, đó đó. Trong lộn. Rồi xong. Là con hỏi con đi. Nó dắt là nhà chỗ này con có không? Muốn nó có lột da nữa điện kêu. Điện kêu tụi con chạy ra cái gì? Sát bên đây mà. Chắc đi kiếm vợ khác đâu chứ chứ. Bận công chuyện chứ tụi con thấy là da nó độc là tụi con đi liền gì đâu. Tụi lao cầm đi thải vợ luôn. Nghỉ uống nước đi đi. Đọc chưa? Thầy thằng dép đọc chưa? Hỏi dép đi. Dép đôi một đâu vậy? Cái biên á, nhà máy xuống cái biên mua lên. Cái lậu tịch biên á. Xe sát bên đây nè, ở sao nè. Đi về tới xe rồi. Mà mấy anh em mình thất bại. Được có con rắn ráo à. Cho nên ngẫm nghĩ quay lại. Con ếch à. Con ếch sáng em chưa tới mà. Mới ngẫm nghĩ quay lại. Bới thử rồi lên có nó nằm trống không. Có con nó nằm trống thiệt. Bắt ra con được 600 gram. Thôi anh em mình chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Đi về tới xe rồi đó chứ. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.